Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Lại là mình, Vũ Lít đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tựa game Evoware.io. Nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình, đừng quên bỏ lại cho mình một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Hay, thực ra thì chúng ta đã phá đảo được cái game này rồi. Và phá đảo cũng không ngủ mạng nào rồi các bạn ạ. Tiến hóa thì cũng đã tiến hóa lên level 35 rồi. Không biết bao giờ thì nó mới mở thêm mấy cái level mới để chúng ta chinh phục đây. Mà không hiểu sao mà mình chơi hay như thế mà vẫn chưa được lọt vào trong top ta. Không biết là cái chơi trong top này là phải kill được nhiều hay như thế nào thì mới lọt vào anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn chưa thấy mình có mặt ở trong cái top các bạn ạ. Hơi buồn một chút xíu. Uầy, mấy thanh niên này toàn dead không thôi ạ. Đẳng cấp thực sự. Đây, kỷ lục của mình là kill 82 mạng và dead không. Nhưng mà mình chỉ được 1.324 ọt thôi. Và điểm của mình là 299.764. Ôi, top 50 là 349.251 lận các bạn ạ. Bên đây là 353.372. Bây giờ mình muốn lọt vào top 50 thì mình cần phải vượt qua con số đó là 353.372 à. Mà mình không biết là cái này có hack không nha anh em. Bởi vì hôm bữa mình xem ở trên YouTube ấy, mình thấy có một cái ông ấy chơi mà ông cứ chém một mạng là ông lên một level, chém một mạng lên một level các bạn ạ. Không biết là nếu mà người ta chưa hack người ta có được lọt vào đây không. Chứ mình thấy là thanh niên này kill 73 mạng, ọp là 1.645 mà được tới tận 762.000 điểm ạ. Sao lại nhiều vậy ta? Trong khi thanh niên này kill 85, ọp 1.767 mà điểm chỉ là 585.972 thôi. Hơi khó hiểu. Mà thôi, chuyện đấy tính sau. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục hành trình chinh phục tựa game Evoware.io nào. Let's go. Yo yo. What the hell, cái gì đây? Biva vừa vào mình vụt cho phát. Ủa, ô, sao lên level nhanh vậy? Game này nó bị tăng tốc lên level anh em. Sao vừa vào lên level 7 đây? Ô, game bị bợ. Vãi ạ, hình như cái game này nó bị can thiệp rồi anh em. Game này nó bị can thiệp rồi, giờ anh em lên level nhanh lắm. Nó không có khó khăn như lần trước mình chơi ấy các bạn. Thế thì bây giờ mình có thể tự tin phá kỷ lục rồi các bạn. Ôi giời ơi, sao cái game này bây giờ nó lại thế này? What? Vẫn thua. Yo, mình nghĩ là game này giờ nó bị can thiệp rồi anh em ơi. Bị can thiệp rồi. Đây là chắc là tầm này lên level 35 thì dễ hơn rất là nhiều so với lại mấy hôm trước mình chơi. Các bạn nhìn này, chả làm cái gì mà một xíu lên level 14, level 15 rồi. Mấy hôm trước mình chơi loài cả kèn ra mà không lên được level cao. Bây giờ mình kiểu các bạn nhìn này đấy. Trời ơi, với cái trình độ của tôi nữa thì tôi nghĩ là tôi sẽ lên level 15 cực nhanh luôn anh em ạ. Tôi sẽ phá mọi kỷ lục của tôi từ trước tới nay. Ngày trước chơi thì nó khó bao nhiêu, còn bây giờ thì chơi nó đơn giản bấy nhiêu. Trời ơi, cái gì mà dễ quá vậy. Chưa gì mình đã đeo được cái vương miện lên trên đầu rồi. Với cái trình của tôi thì tôi nghĩ là xong cái game này rồi. Chưa tới 2 phút mà tôi đạt level 19 rồi. Trong khi mấy hôm trước tôi chơi, các bạn thấy mấy hôm trước tôi chơi nó khó khăn đến mức độ nào. Nhưng mà bây giờ chỉ cần chưa tới 2 phút thôi, chúng ta đạt tới level 19 rồi. Tôi nghĩ là xin mạnh miệng tuyên bố là chưa tới 15 phút chúng tôi sẽ đạt tới level 30. Chưa tới 5 phút thì nhầm. Chúng ta cùng chờ đợi xem là có cần tới 5 phút để đạt tới level 30 không. Bảo sao tự nhiên mình thấy là mấy người kia họ chơi sau hay sao đấy anh em ạ. À, chắc chắn các bạn luôn mấy người kia. À, giờ nó cập nhật cái gì minimap này các bạn. Ở góc phải bên dưới này có cái minimap này. Có hiện cái người đang đứng đầu luôn, đó là tôi chứ ai. Đó là tôi, người chơi hay nhất hệ mặt trời, Vũ Thị Lít. Ok chưa? Mình nghĩ bây giờ mình muốn lọt top thì cũng đơn giản các bạn ạ, thật sự. Với cái game này, múa may cái gì? Mình nghĩ là chơi game này tôi muốn lọt top bây giờ nó là cái chuyện gọi là như cái cơm bữa đấy mà anh em. Như cái cơm bữa rồi. Như cái cơm bữa rồi anh em ạ, nó không có khó như ngày trước. Thật anh em, như hôm trước mà tôi chơi leo hoài, leo mãi mới được một tí điểm. À, Việt Nam à? À, bạn ơi, thôi Việt Nam thì chắc là nên tha thứ đúng không? Rồi, bạn là người Việt Nam cho mình sẽ không đánh bạn. Bạn lưu ý nhá. Nhưng mà bạn đã sốc hàng với tôi như thế thì tôi cũng xin lỗi bạn. Tôi tha cho bạn đấy. Làm ơn đi, Vũ à? À, Vũ. Thanh niên này cái tên này rất là gọi là thô tục, thô thiển. Xứng đáng là bị một vụt anh em ạ. Rồi, đó rồi. Hello baby. Ơ, cái thằng Việt Nam này nó cứ kêu mình cái gì ạ? Thôi nha, không có thân đâu á. Tôi bảo là tôi không thân đâu mà. Ê, ăn được thanh niên này là hơi bị bú ấy nhá. Bú đấy. Nào, quay đây. Quay đây, 25 luôn anh em, thấy đơn giản không? Nhưng mà chắc là bởi vì là mấy ông này level hơi thấp.
Con này level hơi thấp cho nên là chắc là mình chưa đủ đâu. Tuần này mình sẽ đi săn mấy con hàng khủng luôn anh em. Mấy con hàng khủng thơm phương phức và béo ngậy thôi. Wow. Chảy hết cả nước miếng. Phái chảy nước miếng. Từ từ đã. Rồi còn 6 phút không biết là mình có phá được kỷ lục của bản thân hay không. Thanh niên ở phía trên này. À đập rồi đúng không? Đập rồi đúng không? Nào vào đây. Từ từ bình tĩnh thôi anh em. Nói gì thì nói chứ giờ gặp mấy ông to, ông kẹ to đầu. To đầu thì cũng phải để ý. 27 rồi các bạn. Thế thì cái hành trình lên level 30 thì nó cũng hơi khó các bạn nhỉ. Đầu tiên thì cứ tưởng nó đơn giản. Nhưng mà tính ra thì cũng khó đấy chứ. Hello. Hello boy. Nào. Bất tử à? À bất tử à? Đọa cái quái. À đây rồi. Bất tử với chúng tôi này. Bất tử gặp anh Vũ thì cũng phải tử thôi. Người chơi đẳng cấp nhất hệ mặt trời. Vũ Thị Lít 28. Ồ chết rồi, chắc không kịp rồi anh em ạ. Mình cũng muốn gọi là chơi lên để phá kỷ lục lắm nhưng mà có vẻ hơi khó cho Vũ rồi. Hơi khó cho Vũ rồi. Quá là dễ các bạn thấy không? Với cái trình độ của một nhà vua thì mấy cái này nó quá đơn giản. Trình độ của một nhà vua level 29 đấy anh em ạ. Nhưng mà các bạn nó công nhận là từ khi cái game nó can thiệp vào thì chơi game nó bị dễ ấy, các bạn. Nó bị dễ đấy anh em. Để xem là mình có thể phá kỷ lục, mình có thể lọt vào top thế giới không nha. Mình nghĩ là tỷ lệ lọt vào top thế giới vẫn có đấy anh em ạ. Không gì là khó, chỉ cần chúng ta cố gắng. Hello, Jollibee. Rồi level 30 rồi anh em. Rồi vậy là tính ra là cũng mất khá là nhiều thời gian đấy. Nhưng mà nó không có mất nhiều thời gian như trước anh em ạ. Ngày trước nói thật với anh em, mình cày lên cái level này chắc phải tốn cả tiếng. Nhưng mà càng ngày game nó càng điều chỉnh á, cho nên là mọi thứ nó đơn giản nó rất là nhiều. Level 31 luôn. Trời đất ơi, game là dễ mà. Bây giờ không biết là mình kill bao nhiêu mạng rồi đó. Nhưng mà ui, game này mình chơi hơi bị chiến đó. Hello boy. Hello mấy cưng. Rồi tuần này mình toàn đi băm mấy con đầu trâu bằng ngựa thôi anh em. Rồi đánh con này. Đánh con này cho đơn giản các bạn ạ. Đơn giản theo phong cách nhẹ nhàng tình cảm. Oh my god, mày gáy cay thế nhở. Ok, mình vẫn là người đội cái vương miện. Giờ phải chắc phải thua một hai lần nữa mình mới mất cái vương miện quá. Ê anh samurai. Hello. Chắc là khó rồi anh em. Trời ơi, bắt mình đánh mấy này này. Được rồi. Thằng cá. Đừng làm thế mà. Mấy này nó cứ lu bu vào mình thôi anh em. Được rồi. Đuổi. Ồ nó chạy nhanh thế. Đánh giá là biết chạy á. Giờ này mình. Ô chết rồi. Mất vương miện vào đầu thằng đua tốt rồi. What? Sốc hàng. Ê. Ừ chạy được. May quá. Thôi cứ phải đánh thằng này trước á. Thần sấm sét giờ vào tay của tử thần thì cũng phải nằm xuống thôi. Ok. Anh siêu sao bóng chày. Hola. Ơ có một anh. Chưa rồi. Vua rắn Medusa. Hello. Ăn tạm mấy con này thôi anh em ạ. Mấy con này tầm này là nhỏ bé ấy mà. Nhỏ bé như cái ré của Vũ Lít thôi. Nào giờ chúng ta phải vượt top của đứa đua tốt chứ. Còn 3 phút nữa cơ. Mình nghĩ là thoải mái ấy mà. Đó 32 rồi. Siêu robot. Siêu ấy. Oh my god. Thằng này thì siêu robot. Ok. Ở bên đây thì có khá là nhiều thanh niên đầu trâu mặt ngựa tay to mặt lớn thì quay lại đập này cái dí nhìn bực hết cả người. Hôm nay tôi cũng phá được kỷ lục, tôi đang buồn đấy. Đừng có dí tôi nữa. Hơ. Thức ao nhây, level 34 rồi. Chính xác là vượt mọi kỷ lục của bản thân rồi. Bây giờ mình mới lên được level 35 là chính xác là mình sẽ tự vượt kỷ lục của bản thân mình luôn. Mình cần phải kiếm mấy đứa to to như này để mình vụt này các bạn. Đúng rồi. Không tới à, cay tê nhờ. Hello bạn ơi. Hãy đến quê hương chúng tôi. Có rặng dừa xanh xa tít chân trời. Nghe sợ đập toàn trượt thế này. Sông phố giặt rào biển cả. Tiếng phi lao giang tận chân trời. Không, mình chém nó toàn bị gần tới thôi anh em ạ. Cay thật. Đúng là chỉ cần mấy hôm chơi là cái trình nó bị ao một cái. Người ta gọi là ao trình. Nhưng mà vẫn đạt level 35. Thực ra thì mình nghĩ là lần này là một lần chơi không tốt của mình. Nhưng mà chả qua là do mình đã gọi là phải nói như thế nào nhỉ. Mình đã ăn hên. Ơ
giờ điểm nó vẫn lên này anh em. Đấy, điểm vẫn lên này. Ê, thế có khi nào, có lẽ nào mình sẽ lọt top thế giới không? Ê, đau thế. Có lẽ nào mình vẫn lọt top thế giới không nhỉ anh em nhỉ? 303 điểm rồi, hình như hồi nãy mình kêu là 300 mấy nhỉ? Ô kìa, trượt kìa, em còn nhỏ lắm. Ê, ơi, cày thế. Trời ơi, xíu nữa thì phá được cái kỷ lục rồi. 300 mấy điểm thôi mà. Bây giờ là mình bị chấm mà nó gần tới thì nó không có tới tới bến luôn anh em. Ok, 276 rồi, cố lên, cố lên. Cái gì này? Cày thế. Trời ơi, sao tôi lại có thể nhục nhã như thế này được anh em ơi. Tôi không muốn nhục nhã như thế này đâu. Làm ơn hãy mang... Ê, cái gì đây? Mang cho tôi sự chiến thắng đi bạn. Trời ơi, chặt không tới này, cay thật đấy. Hai bạn chiến với nhau đi. Rồi, level 35 rồi. Ơi! Nhục thế. Kịp không trời? Cho nó chặt cái đi. Ôi, dừng lại level 33. Nói chung là mình vẫn là người kinh cuối cùng anh em ạ. Nhưng mà MVP này là cái thanh niên 606. Mình chỉ chiếm được 3 cái ghế thôi anh em ạ. Ủa, thanh niên này được 53.000 điểm ấy hả? Ồ, vậy là mình chỉ được 31.000 điểm thôi anh em ạ. 31.000 điểm là không có cao. Mấy người kia họ được 300 mấy nghìn điểm cơ. Mình cái điểm XP này nó chỉ tính là cùi cùi thôi. Thế bây giờ làm nào để được tới tận 300.000 điểm ta? Thanh niên này Q15 ngủ một lần ăn 291 op mà được 53.000 điểm ấy hả? Sao nhiều vậy? Chắc là chết càng ít thì được điểm càng cao hay sao ấy. Thế lần sau mình sẽ cố không chết bạn nào và ăn thật là nhiều mạng để xem là mình có lên top hay không nhá anh em. Rồi và chắc là mình cũng sẽ tạm dừng clip ở đây thôi. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này, đừng quên bỏ lại một like và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Đó chính là động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Còn bây giờ thì xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn những clip tiếp theo của mình nha. Bye bye.